Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vụ hải tặc. Và hôm qua thì mình đã tìm tới một cái vùng sa mạc khá là lớn ha. Và nhắc tới sa mạc thì mình chợt nhớ ra là mình có sở hữu một cái trác quỷ tên là Tsunanomi. Nhưng mà mình chưa có ăn và test thử nè. Nên bây giờ chúng ta cùng nhau ăn cái trái Tsuna này để có thể quẩy trên cái vùng sa mạc coi có mạnh hay không á. Và sẵn tiện mình sẽ trừ khử cái tên ở dưới đang láo tét hăm he tấn công mình kìa. Đợi đấy, mình ăn trái Tsuna vô cái đã. Sau đó chúng ta sẽ gắn những kỹ năng của trái quỷ Tsuna này vô. Chuẩn bị nè, đón nhận cơn thịnh nộ của ta nè. Ủa, kỹ năng đầu tiên là gì á? Biến cái cánh tay mình thành cái thanh kiếm bằng cát à. Thiệt không? Trời, kỹ năng của mình có thể hạ gục được một cái tên đội trưởng hải quân trong một nốt nhạc. What the heck? Mạnh cực kỳ. Wow, cái này nó không có hiệu ứng rõ ràng nhưng mà đại khái như cánh tay mình sẽ biến thành cái thanh kiếm bằng cát á. Và chặt xuống một cái, kẻ địch sẽ mất xác luôn. Quá ghê gớm. Còn kỹ năng thứ hai thì sao? Mình test thử coi. Ui, kỹ năng thứ hai là mình sẽ có một cái lưỡi kiếm bằng cát á, nó bay theo phương ngang rồi sau đó tấn công những cái địch trên đường thẳng. Wow, cái trái Tsuna này cực kỳ mạnh nha. Hay là tại mình đang ở trên sa mạc nên mình được tăng tiến sức mạnh ta? Ủa, cũng có thể lắm. Còn kỹ năng thứ ba mình thấy nó có hình lốc xoáy nè. Ồ, chính xác rồi. Mình tạo ra một cái lốc xoáy cát và hút cái địch lên kìa. Uầy, đất nó bay tứ lung tung luôn. Quả thật đây là trái ác quỷ cực kỳ mạnh rồi. Mà mình đang chiến đấu ở cái vùng đất cát nữa. Mạnh, càng thấy mạnh. Đây. Đội trưởng hải quân hả? Giỡn mặt. Một nhát thôi. Một nhát là đi một tên đội trưởng hải quân đấy. Đủ hiểu sức mạnh của trái này như thế nào rồi. Còn những kỹ năng tiếp theo. Uầy, kỹ năng thứ tư của mình là lướt trên mặt cát nha. Yeah, lướt trên mặt cát lục như cơn sóng. Được đó nha. Tăng khá là nhiều tốc độ di chuyển và đồng thời thì cũng gây được lượng lớn sát thương đó nha. Không thể khinh thường được trái quỷ Tsunanomi này đâu. Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục test những cái kỹ năng còn lại nào. Nó còn tới tận 4 kỹ năng khác nhau. 5 kỹ năng luôn. Nhiều thiệt sự. Trái gì mà vừa mạnh mà còn vừa nhiều kỹ năng nữa. Được á. Ủa, đây là gì ạ? Trong mấy cái chậu này có đồ. Không biết dưới này có đồ không ta? Ê, dưới này có pharaoh. Đúng không nhờ? Phải pharaoh không? Ui, sao thanh niên đó đi xuyên tường ghê vậy? Mình sẽ tạo một cái con đường để chúng ta đi xuống dưới nha. Kìa, có một cái lồng spawn ra pharaoh luôn mà. Nhưng mà sẽ không chịu nổi những đòn tấn công cực mạnh của mình đâu. Thêm một kỹ năng liên quan tới cát của mình nè. Mình có thể dùng cát để hút kẻ địch theo cái hướng mà mình chỉ định luôn. Ghê gớm thiệt. Thôi, mình sẽ đạp cái lồng spawn này ra. Ghê quá. Rồi đây là chỗ của ai đây? Ủa, cái này mình lấy về được không nhở? Ui, thôi xong rồi. Ui, chết rồi, mình lỡ đập cái chỗ của pharaoh nằm ngủ rồi. Ui, có sao không ta? Chắc không sao đâu. Ui, có kim cương đâu nữa nè. Có thuốc cơ chậm đâu. Đính má. Rồi, mấy con giang hồ biển tới công chuyện với mình. Ý, 8 vàng cường hóa. Pharaoh giàu cực kỳ luôn. Có cọng dây mình lấy luôn. À, ok. Sơ qua thì chúng ta cũng được một mớ đồ từ cái chỗ của pharaoh á. Và các bạn biết gì không? Khi mà ở vùng cát thì mình có thể cưỡi cát và bay lên luôn nè. Wow. Mình mới phát hiện ra một siêu năng lực mới của trái Tsuna này. Là mình có thể cưỡi cát đi luôn. Ôi, ví dụ mình không trên cát thì mình có cưỡi cát được không ta? Thử coi.
Tại vì trái này sẽ phát huy sức mạnh tối đa khi mở trên cát đấy. Ví dụ qua dùng băng thì chỗ này tại hôm qua mình test trái Hie nên nó thành băng hết rồi. Oh, mình vẫn có thể bay được khi mà không có cát nhá. Có vẻ đây là một cái nội tại của mình thì phải. À đúng rồi nè, cho phép mình có thể bay luôn. Trời ê, hay thiệt sự. Mình bắt đầu thích cái trái Suna này rồi. Và mình sẽ test lại cái kỹ năng hồi nãy nha. Hồi nãy mình chưa test rõ lắm. Đây kỹ năng thứ hai nè. Mình sẽ chọn một mục tiêu rồi sau đó chúng ta sẽ cho nó kiểu như sao ta. Đó, bắt chói kẻ địch luôn á, bằng cát. Rất là mạnh luôn. Còn kỹ năng thứ ba có hình đầu lâu gạch chéo kìa. Trời ơi. Ôi, thanh niên lính này nhưng mà có haki vũ trang nè. Mình còn chưa có nổi một cái haki vũ trang nữa mà hắn có rồi. Người đáng chết. Cái này dùng đất chết chỉ có thể sử dụng khi trên mặt đất hả? Ok, vậy cho xuống mặt đất đi. Này thì dám ha. Có haki vũ trang hả? Ôi, không sao à. Vậy mình sẽ chói nó lại. Thôi một xíu mình chói nó lại bằng cát mới được. Láo tét. Láo tét hả? Mình ẵm nó lên cao. Cho nó té xuống. Này thì có haki vũ trang nè. Thấy ghét. Rồi tiếp tục tấn công nào. Quay quá thật, cái trái Suna này cực kỳ mạnh đó nha. Mình không ngờ là nó lại mạnh đến như vậy. Thật ghê gớm. Còn cái năng thứ tư hình cái bông gì nè. Ôi ôi, gì đây, đang giận sức, đang giận sức. Ủa? Ồ, mình nghĩ là nó sẽ giận sức rồi sau đó bắn cát ra xung quanh gây sát thương ấy. Nếu như mình đoán không sai. Wow, giờ chúng ta thay đổi thôi. Mình sẽ biến cái dùng này thành cát lại bình thường á. Trả lại vẻ tự nhiên cho nó. Dùng đất cát. Ủa, dùng đất chết chứ nhầm. Ủa? Ồ, nhưng mà cái phạm vi ảnh hưởng của cái kỹ năng này nó không có quá rộng giống như là trái Hie á. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ bay qua bên đây để chúng ta khám phá một cái công trình cái đó. Hồi nãy mình thấy nó có cái công trình gì to to phía bên này nè. Nhìn lạ cực. Đây 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 đây. Ồ phải không ta? À, nhưng không phải. Phía đằng sau nữa cơ. Nhưng mà thôi kệ, ở đây nó có công trình thì mình vô trước luôn á. À sẵn tiện mình sẽ test cái kỹ năng mình mới gắn vào nè. Hồi nãy mình test thử thì nó giống như là nó tạo ra một cái cơn bão cát đúng không? Rồi sau đó nó sẽ nén lại và tấn công cái địch. Đây, ví dụ như mình đang tạo ra bão cát nè. Mình đang nén lại và mình sẽ tấn công vô con người đá. Đó. Một chiêu một là mất xác con người đá luôn. Nói chung thì kỹ năng nào của cái trái này mình thấy nó cũng mạnh hết á. Cực kỳ đáng đồng tiền bát súp á. Ủa? Mà tính ra mình đâu có tốn kém gì đâu ta. Mình chỉ tốn công rồi mà. Cực kỳ đáng có á. Ừ, kiểu kiểu vậy. Rồi, và trong này thì... Ôi, rung bảy nha. Định biệp mình chứ gì. Mơ đi Diễm. Không có dễ biệp đâu. Rồi giờ mình đã kiểu đề cao cảnh giác rồi. Ok, để coi trong này còn công trình gì không. Ủa, nó còn có một cái cục gì kìa. Nhưng mà khoan, để mình lấy mấy cái đầu xương đen cái đó. Tại vì nó có tới tận 3 cái đầu Free á, mình nên lượm đi. Cục này mình kích hoạt được không? Không được. Ê, nhưng mà mình đập ra thì nó sẽ tạo ra quái vật. Rồi, các người tới số rồi. Người chọc nhầm người rồi. Mình sẽ dùng lại kỹ năng hình cái bông hoa ha. Sao mình tấn công bằng kỹ năng này không gây sát thương nhờ? Cái này chỉ có thể sử dụng khi mà ở trên cát thôi. À, bảo sao hồi nãy mình tấn công nó không gây được sát thương. Phải ở trên cát thì nó mới có thể gây được sát thương. Ra là vậy. Vừa rồi thì chúng ta đã trải nghiệm qua cái sức mạnh của trái Suna Tsunanomi rồi. Ủa gì đây? Ôi. Ồ, tàn dư của cái trái quỷ đó chính là những cái cát mà có thể gây được sát thương nè. Suna Sen. À, nó sẽ biến cát bình thường thành cái loại cát mà gây được sát thương. Ồ, thì ra là vậy.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm tiếp một cái trái mà mình cũng mở ra trong ngày hôm qua. Đó chính là trái Neko Nekonomi Model Leopard. Đây là một trái hệ Zoan mà mình nghĩ sẽ rất là xịn sò con bò đây. Giờ thì cùng mình ăn thử nhá. Rồi, để xem. Leopard thì là một con báo đốm á. Nhìn có vẻ xịn. Đâu, kích hoạt lên coi. Đây, lộc bữa nay biến thành lộc hổ báo rồi nha. Ui, coi tướng mình đô chứ cơ. Ui, nó còn có kỹ năng vồ về phía trước nè. Còn sức mạnh thì một xíu mình mới biết được. Để vô công trình này chúng ta sẽ tìm hiểu thử nha. Mình thấy công trình này rất là bự luôn. Ui, đã vậy cũng có rồng phía bên này nữa. Chưa, từ. Mình phải gắn vào đây một cái kỹ năng Santo mới được. Mình Santo con rồng này. Ây da, này thì láo tét. Quýnh con rồng xỉu ngang ơi. Mình quýnh con rồng xỉu ngang ơi. Rồi, báo đốm hắc cước. Báo đốm hắc cước. Báo đốm hip hop nè vào đây. Báo đốm vô. Vô xuống nè. Giỡn mặt với báo đốm hả? Kích hoạt kỹ năng báo wow. Ui, cái trái này nhìn đơn giản nhưng mà mạnh cơ. Kiểu nó kết hợp với năng lực của cái chân đen của mình á. Là một sự kết hợp cực kỳ mạnh nha. Tưởng không mạnh nhưng mà là mạnh không tưởng. Một sự kết hợp hoàn toàn mới. Báo chân đen. Liên hoàng đá. Quá là đã luôn. Và công trình này có vẻ là của bọn cướp dân làng rồi. Mình thấy nghi lắm. Chính xác là như vậy kìa. Anh em cây khế mà bắn nhau kìa. Được rồi, để mình vô mình trợ giúp một chút. Nhưng mà nãy giờ... À đây, rương đây à. Cuối cùng cũng thấy rương. À, mấy thanh niên này định kiếm chuyện à. Kiếm chuyện với báo chân đen à. Kiếm chuyện với báo chân đen à. Cú đá lửa. Cú đá lửa. Wow, trái Zoan này cũng vui phết. Santo mấy con này nữa. Rồi, dọn dẹp khu này để chúng ta lấy đồ thôi. Mãi lên tới tầng trên này nó mới có cái đồ cho mình á. Đồ trong này thì chủ yếu là vàng và kim cương ha. Trời ơi, rất nhiều vàng và kim cương là đằng khác. Được. Ui giời ơi, cúp sửa chữa. Giàu rồi. Lộng chúng thành nữa. Uầy, thích thế. Con này đi ra chỗ khác. Dám chọc giận ha. Lọc hộ báo hả? Ngoài ra thì trên này vẫn còn rương nha. Chuyện này trúng mánh rồi. Để mình đập hết mấy cái lồng spawn này cái đó. Kéo một hồi bọn chúng lại spawn ra. Rồi sau đó cho bọn chúng biết như thế nào là hip hop này vào đây. Chú báo hip hop. Chú báo Santo. Với sức mạnh này thì mình nghĩ mình đi quẩy những cái con tàu hải quân hoặc là hải tặc dư sức rồi đó. À, vẫn còn cái lồng spawn ở đây hèn gì. Nó cứ đẻ ra hoài. Và cái rương cao nhất ở đây thì nó sẽ cho mình những cái quyển sách kiểu như là nâng cấp thôi. Ủa, cái này có lòng trung thành cấp độ 3 luôn nè. Tốt phải. Bên đây thì sao? Bên đây rương to. Rương to là cái rương xịn nhất của cái tòa tháp này rồi. Cho khá là nhiều đồ tốt luôn ha. Một cây rìu hiệu suất luôn nè. Có lợi thuốc cho mình đào nhanh với tốc độ luôn. Một cây cung. Ồ, cây cung này mà có giọng vô hạn thì hay. Không sao, dù sao nó cũng là một cây cung tốt. Còn giờ thì chắc mình... Ồ, và nó còn có một cái khiên. What? Cái khiên này đẹp lắm. Đẹp hơn hẳn cái khiên của mình. Ê, bỏ túi luôn. Mới vô có một... Ồ, nó còn một cái rương bị giấu kìa. À, tí nữa thì bỏ sót. Đây, lượm nốt cái rương này. Giờ thì mình sẽ qua tiếp những cái tòa tháp kế bên coi nó có đồ tốt hay không ha. Để chúng ta còn lấy mang về nữa. Nãy giờ thì chúng ta đã test qua được một trái Logia nè. Một trái hệ Zoan. Bây giờ là tới một trái hệ Paramecia ha. Và trái lần này là trái Barinomi. Để xem coi trái Bari này hôm qua chúng ta mở ra sẽ có những kỹ năng gì đây. À, cái này là trái rào trắng rồi. Mình thấy mấy kỹ năng nó giống như là cái rào trắng nè. Và nó còn có một kỹ năng có cái... Ui, nó cho mình một cái cây giống như là cây gậy bóng chày vậy đó. Wow.
gãy bóng chày làm bằng gạo trắng nè. Được quá nha. Ui đâu ra con gồng lửa vậy? Ê, chưa, từ từ, chưa chuẩn bị mà. Chưa, đợi xíu. Chuẩn bị ngay. Chưa chuẩn bị mà. Đặt gạo trắng. Chẳng đòn. Hồi là mình có trái gạo trắng, nó không tấn công được mình. Không là tới công chuyện rồi. Kỹ năng thứ ba coi. Rồi, nó đâu rồi? Nhảy xuống nước, dập lửa cái. Này thì gồng láo tét, mình nhốt nó trong gạo trắng rồi. Ui, tính ra cái trái này tuy không có tấn công mạnh, nhưng mà được cái là có thể nhốt bất kỳ cái địch nào theo ý mình muốn á. Làm thêm cái gạo trắng nữa cho chắc. Sẵn tiện mình sẽ nhốt con gồng lại thêm một lần nữa để chúng ta có thời gian để gắn thêm những kỹ năng khác vào. Ui, con gà chơi đồ này, nó đâu vậy? À đây, mình thấy rồi. Đi ra chỗ khác đi con gà chơi đồ. Lúc nguy hiểm như vậy mà ngươi còn cà khịa ta nữa. Người chán sống rồi. Dạ, chóng mặt quá. Ui. Đi. Này đi chơi đồ. Chơi đồ xong rồi đi cà khịa người ta. Ui, chạy thôi, kệ con rồng. Không ổn rồi. Ui, trước khi đi để mình cà khịa nó cái, nhốt nó lại. Ui, cái trái gạo trắng này đỉnh cực. Con rồng mạnh tới vậy nhưng mà nó vẫn không phá hủy được cái rào trắng bằng năng lực trái quỷ của mình ha. Mình test thử cú đấm gạo trắng coi. Coi như thế nào. Con gồng lão tét. Ngán chưa cực. À, chưa. Hip hop này vào đai nó. Chưa ngán à. Cú đấm gạo trắng tiếp. Mình kích hoạt chân đen lên. Rồi tới công chuyện rồi. Santo con gồng này. Ngất xỉu đi. Mình đá con gồng cắm đầu xuống đất ơi. Tiếp tục quẩy nè. Ui, mà nhỏ cháy. Dạ, con gồng này hung quá. Ui, càng đánh con gồng này nó càng giận lên, nó quýnh mình càng dữ cơ. Này thì láo tét, này thì con gồng láo tét. Người láo vừa thôi. Ngất xỉu đi. Cắm đầu xuống đất như cưng. Santo một cái nữa nè. Trong lúc mình ăn một trái quỷ nó không thiên về chiến đấu thì một con rồng bay tới để ám sát mình. Người canh me canh chua ta nãy giờ chứ gì. Hồi nãy nó thấy mình ăn trái Suna với cái trái leo Neko model leopard á, mạnh quá. Nó đâu dám bay vô nó ăn thịt mình. Thế là lúc mình ăn trái Barry là nó áp sát vô nó ăn thịt mình liền á. Nhưng mà tiếc cho ngươi là ta còn năng lực chân đen đấy. Xui cho ngươi rồi. Và sau cái màn test trái quỷ vừa rồi thì các bạn thấy ấn tượng nhất đối với trái quỷ nào? Còn riêng mình nha, mình thấy ấn tượng nhất là với trái Tsunanomi nè. Cái trái này gì đâu mà nó vừa mạnh nè, mà nó còn có được những cái năng lực hữu ích nữa chứ. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ dùng trái Suna này để có thể đi chinh phục những cái con tàu tiếp theo trên cái hành trình trở thành vua hải tặc của mình ha. Và trước khi đi thì để mình sửa lại cái áo giáp cái đó. Tình hình là cái áo giáp của mình nó nát lắm rồi. Cực kỳ nát luôn rồi đó. Có nên cường hóa luôn không nhờ? Ủa, mình nghĩ là mình đang hên như vậy thì nên cường hóa một tí đi, cho giáp nó mạnh hơn. Với cả là nếu mà may mắn thì mình còn có thêm dòng chậm hỏng giúp cho giáp dùng bền hơn nữa. Và hồi nãy đi thì mình quên mất test cái bazooka này nè. Cái này bắn được nha. Nó tốn thuốc súng với cả là cái quả bóng canon thôi. Một tí thì mình sẽ test thử cái đó. Bảo vệ khỏi lửa. Nên lấy á. Tại vì có rài mình bị mấy con rồng lửa tấn công không à. Nên mình nên lấy dòng bảo vệ khỏi lửa nha. Rồi. Và bây giờ thì không chần chờ gì nữa. Chúng ta lên đường thôi. À mà trước khi lên đường thì để mình chế tạo một cái phương tiện di chuyển mới đi. Nhỡ mà sau này mình ăn mấy trái quỷ không có khả năng bay á, thì mình còn có cái bè này để mình di chuyển ha. Và không biết là cái bè thì nó có chống được những cái con cá vô duyên hay không. Thường thì cái xuồng, dù xuồng nhỏ hay xuồng bự, gặp mấy con cá vô duyên thì cũng bị đánh sập thôi. Còn với cái bè này thì mình mong là nó sẽ không bị sập ha. Rồi, thử nào. Để đi kiếm cá vô duyên nào gần đây cái đó. Tự nhiên mình thấy một hiện tượng lạ. Mỗi khi ra biển tầm 30 giây thôi là có cá vô duyên xuất hiện, nó hút bể thuyền mình rồi. Bữa nay mình đi đúng cái bè làm từ mấy khúc gỗ thôi mà không có con cá vô duyên nào ra hết vậy. Mình đang muốn test mà. Ở trước mặt có cái thuyền luôn kìa. Thời mình tới. Ôi nhưng mà sao nhìn cái chỗ này quen lắm nha.
Nhìn chỗ này quen cực. Mình có đánh chiếm chưa nhờ sao? Nhìn nó quen lắm. Ui cái cửa mở rồi. Ố đồ còn mà. Ồ vậy là chỗ này mình chưa đánh chiếm à. À không, không hẳn đâu. Cái thuyền nó lủng lỗ to đùng ở phía sau, sau đuôi thuyền á. Trời đất ơi, mình đánh chiếm nhiều thuyền quá riết bây giờ không nhớ hết được luôn á. Ok, giờ thì thôi, tiếp tục đi tìm một con cá vô duyên để chúng ta test nào. À, lạ thiệt luôn. Mỗi khi là bèo gì cũng phải gặp một hai con, mà bữa nay không gặp một con nào. Thôi sao mình hình như mình giết nó nhiều quá rồi. Bây giờ nó kiểu như cái số lượng nó đang ngày càng ít đi á. Có khi nào nó tuyệt chủng luôn không ta? Ui, mặc dù con đó vô duyên thiệt nhưng mà thiếu nó sẽ buồn lắm. Đừng mà. Ở đây còn có nhà của ai nữa nè. Wow. Ghé vô hỏi thăm. Ừ, nhà của mấy thanh niên sơn tặc. Ui, nhưng mà sao chạy rồi. Trời ơi, người ta mới ghé thôi chơi thôi mà sợ chạy rồi. Ủa? Ủa, nhà của dân làng à? Ủa, mình cứ tưởng nhà của sơn tặc. À vậy là chắc là bác dân làng này bị cướp rồi. Kìa. Nhà còn gì đâu. Được, để mình sẽ đòi lại công bằng cho cái bác dân làng đó. Mình sẽ dùng cái gốc két này để mình bắn bọn chúng á. Cho bọn chúng phải trả giá thôi. Này thì cướp với trả bóc. Sơn tặc của chúng tôi. Sơn tặc nè. Ui trời ơi cái này mạnh. Cái bazooka này mạnh nha. Đâu đâu. À kìa bắn bọn chúng kìa. Sơn tặc hả? Nè, định đi cướp nữa hả gì? Định đi cướp hả? Sơn tặc nè. Này thì sơn tặc. Lướt trên mặt cát lắm như cơn sóng nào. Ôi, chưa trúng chiêu à? Nè, mấy thanh niên này. Giờ các ngươi chạy đường trời. Nè, vẫn còn một tên. Mình sẽ dùng tuyệt kỹ lướt trên mặt cát của mình. Lướt trên mặt cát của mình. Ui, ui, lướt mạnh quá rồi. Ui, ui. Lâu lâu lỗi kia thật xíu. Nhưng tên đó không có chạy thoát khỏi mình đâu. Nhát chém bằng cát nè. Đi đai liền. Ừ. Mà bữa nay thì mình chưa thấy cái thư truy nã mới nào của mình ta. À tên này vẫn còn đây à. Lãng vãng ở đây hả nhóc. Lãng vãng. Ui sai chứ không. Oh no. Chạy đi đâu. Người chạy đi đâu. Không biết là mức giá truy nã mới của mình là bao nhiêu ý nhờ. Tò mò thiệt á. Bữa nay mình ăn rất là nhiều trái quỷ mạnh luôn. Chiến đấu cũng nhiều nữa. Hy vọng là mức truy nã của chúng ta sẽ đạt ở một cột mốc nó nhiều nhiều một xíu ha. Còn giờ thì... Ủa cái gì vậy? Ôi, nó đây rồi. À nãy giờ ta tìm ngươi. Ôi vậy là nó vẫn có thể hút bể cái bè của mình nha. Cái con này. Ồ ra là vậy. Rồi rồi câu trả lời đã có rồi. Là cái bè bằng gỗ này con cá vô duyên vẫn có thể hút bể được. Ok. Này thì đội trưởng hải quân đi săn mình hả? À dám đi săn. Cho người vô cái lốc xé cát luôn. Bye bye. Bye bye. Rồi luôn. Đi mất tiêu luôn. Này thì dám đi truy nã mình hả? What the heck. Mình thấy ở đây nó có một cái gọi là cái gì ta? Cái đài phun nước. Phải nước không? Cái này phải nước không nha? Ui, cái nước này ghê lắm. Nước này đen thui thù lùi à. Ừ, đâu gân rộng vậy? À, mà người tới số rồi. Chiến này là mình đang sở hữu năng lực của trái Suna Suna Nomi. Chứ không phải trái Barry đâu. Mình sẽ dùng nhát chém bằng cát. Ngán chưa cưng? Hip hop này vào đai nó luôn. Rồi, tới số rồi. À, nó đáp xuống. Mình sẽ cho nó bay vô cái lốc xoáy. Nó dính lốc xoáy cát của mình kìa. Khổ sở chưa. Ui ui ui. Đi xa vậy. Ủi. Rồi luôn. Nó nằm một đống rồi. Nó banh banh cánh ra kìa. Cái giá phải trả khi mà đụng độ trước sức mạnh của trái Suna của mình đó. Giờ thì chậm rãi bay tới đó và chúng ta sẽ hốt xác con rồng này ha. Mình đang đi tìm một cái vùng biển mới. Nhưng mà sao có vẻ bây giờ tìm biển hơi khó nhờ. Trở lại với cái chỗ thác nước này ha.
không biết là đây là cái quặng gì ấy. Kiểm tra thử nè. Ruby. Nó là một quặng ruby. Và nó có thể dùng để hai khối ruby kết hợp với hai viên ruby là mình sẽ tạo thành được một cái ruby shop. Vậy là mình còn thiếu tới 11 viên nữa cơ. Thì mình phải gắng đi khám phá để kiếm thêm ruby rồi. Còn giờ thì mình sẽ vô chỗ này. Tại vì thường chỗ này nó sẽ cho mình khá là nhiều đồ tốt đấy. Lần trước mình có nhặt được ở trong đây khá là nhiều đồ xịn nè. Lần này để xem. Lần này thì khá giống lần trước. Giống thiệt. Giống y đúc đồ lần trước luôn. Ồ, được cái nó có cái bản đồ. Wow. Một cái bản đồ dungeon kế bên luôn. Được, được. Không tìm được biển thì thôi chúng ta khám phá dungeon tạm đi ha. Nà ní. Cái dungeon mà nó nói là cái tổng bộ hải quân á hả? Trời đất ơi. Mình cứ tưởng cái công trình gì chứ. Ủa không phải. Không phải tổng bộ hải quân. Mà là cái dungeon này nè. Ủa hay là ở dưới lòng đất ta? Ủa cũng không rõ nữa. Ở đây nó nhiều chỗ quá. Thôi mình sẽ bắt đầu từ ở dưới lòng đất trước đi ha. Really nigga. Cái gì á? Ê khoan, từ. Nữa. Cái gì vậy? Trời đất. Bị bịp rồi. Ui con rồng này là con rồng kiểu sống ở dưới hang nên nó khá là khỏe luôn. Ủa cái bản đồ này chỉ. Ui cái bản đồ này chỉ tầm bậy tầm bạ không à. Hết đưa mình tới cái chỗ tổng bộ hải quân rồi bây giờ đưa mình xuống cái hang rồng. Công trình gì bịp thiệt sự. Mà hơi rồi mình mạnh mình còn quất được con rồng nha. Không là bỏ xác ở đây rồi. Lỡ xuống đây là phải vét hết đồ của nó mang về ha. À mà quên. Vét luôn cả xác của nó nữa. Hy vọng là xác rồng ngàn năm sẽ cho mình đồ tốt nha. Biết đâu bất ngờ. Bất ngờ thiệt. Nó cho mình thêm cả trứng rồng nè. Mà cái này thì mình mang về mình làm món gì ta? Trứng ốp la hay là trứng trứng nướng nha. Mình vẫn chưa hiểu cái công trình mà cái bản đồ này vẽ là công trình nào luôn á. Ồ chắc nhiều khả năng là cái công trình này rồi. Ồ vô thử đi. Mà công trình này quen cực. Công trình của dân làng bị nhốt đúng không? Ôi chính xác rồi. Lại là mấy bác dân làng này. Bữa mới cứu xong rồi. Đại để cho bọn chúng bắt nữa. Rồi giải thoát đi. Đi ra ngoài. Đi vô trong làm gì. Nó bắt bây giờ. Đi ra ngoài kia. Đừng có ra ngoài này. Mấy bác bị bắt là do thực lực đó nha. Còn mình thì mình sẽ trở lại với công cuộc khám phá tiếp cái tổng bộ hải quân này. Tại vì lần trước á, mình từng khám phá và nó cũng cho mình khá là nhiều đồ tốt ấy. Để xem lần này chúng ta sẽ có đủ may mắn giống như lần trước hay không ha. Nhưng mà chắc mình sẽ đi từ trên. Từ trên xuống. Ôi, mình bay cao không được à. Cái trái Suna này chỉ bay cao được một đoạn thôi. Tiếp theo phải phụ thuộc vào khả năng bay nhảy của mình rồi. Ui trên này đông thế. Cho nó nếm mùi bão cát. Chơi cát vui nha. Ui dồi. Rồi. Bay mất tiêu rồi. Mình thấy là cái bão cát này á, nó còn có một cái khả năng đó chính là hút kẻ địch vào trong nha. Ví dụ kẻ địch ở ngoài tầm á, thì nó sẽ hút cho kẻ địch lại vào bên trong cái tầm của cái bão cát luôn. Quá thật, kỹ năng bão cát là một kỹ năng khá là bá đạo của trái ác quỷ này đấy. Càng ngày mình thấy nó càng bá. Ôi cái này có đường xuống không vậy? Ôi, có tên đội trưởng hải quân. Đi chơi đi bạn ơi. Đi chơi cát vui vẻ nha. Mình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cho đi chơi cát đi. Đánh với mấy thanh niên nó mệt lắm. Ôi thanh niên này giác. À người có tưởng ta không có hả? Người có tưởng ta không có hả? Nó định lấy bazooka ra nó khè mình. Nhưng mà nó đâu biết rằng là mình cũng có bazooka. Ồ lần này thì nó cho mình một cái áo của đội trưởng hải quân nè. Ui cái này được. Cái này được.
mình sẽ mặc vô thử nhá. Mặc vô thay thế cho cái áo thường. Ôi, ngầu đét luôn. À, ngươi láo à, tao mới lên chức đội trưởng hải quân á, ngươi láo à. Người láo hả? Láo nháo. Ơ, và cho mình một cái rương bạc, thêm một cái đen đen mushi nữa. Nói chung thì tổng bộ hải quân này khá là ok la nha. Ngoài ra thì ở dưới còn rất là nhiều căn phòng chứa rương khác mà bây giờ chúng ta cần phải đi tìm nè. Tiếp tục kích hoạt chân đen, gọi vô solo. Lần này mình sẽ chơi solo kill với đội trưởng hải quân luôn. Như nào? Để ông thôi bảo mình dùng năng lực cá quỷ ăn hiếp nữa. Đấy, mình dùng tuyệt kỹ chân đen của mình quýnh luôn, không cần phải dùng tới năng lực trái quỷ ha. Trong đây bọn chúng toàn là cầm súng các thứ đâu không à, rất là ghê ha. Cầm kiếm đâu nữa nè. Nhưng mà không có haki thì ngươi xác định với ta rồi. Ô, thêm một cái rương bạc nữa. Một cái tổng bộ hải quân mà có tới tận hai cái rương bạc. Còn rương bạc nữa không? Ui hết rồi. Tưởng đâu cho thêm cái rương bạc nữa là hết sảy luôn á. Người ta định tha cho ngươi. Người chĩa súng vô ta hả? Ta cực kỳ không thích những ai chĩa súng vô ta nha. À, lại chĩa súng. Lại chĩa súng. Rồi, chĩa súng đi. Đó, hai thanh niên đó biết điều đấy. Thanh niên này cũng được nè. Ok, tạm tha đấy. Chưa bao giờ thấy nó xịn như vậy nha. Bước ra hiên ngang khỏi một cái tổng bộ hải quân mà không có tên nào dám cản đường á. Mạnh lên rồi. Ôi, ơ, ơ mà đây là, đây là chó sói xương. Ui tội nghiệp vậy. Mình có xương nè, chó sói xương ăn xương không? Không ăn, có ăn thịt không? Chó sói xương có ăn thịt không? Ơ, có ăn thịt. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng mà thôi chắc mình sẽ ẩm mấy sói này về á. Bây giờ thì mình đã thoải mái hơn rồi, mình có khả năng bay lượn á nên ok. Mình sẽ ẩm trái sói xương này bay về nhà ha. Có thêm một thành viên mới vô nhà của mình. Tiếp theo là đặt cho bé sói một cái tên. Đó, đây. Thành viên mới trong nhà nha. Ôi nhưng mà mình phải nâng cấp cái chỗ cửa rồi lại rồi. Tại vì sói thì sẽ rất là lùn luôn. Nên nhiều khả năng là có thể đi ra được cái cánh cổng mà mình đang đặt ở bên này. Mình sẽ rào lại luôn ha, vì cho chắc là sói sẽ không có sợ chạy khỏi cái nhà cây của mình. Và sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình chỉ có được hai cái rương bạc thôi. May là còn có rương đó nha. Vì ra biển thì mình không có gặp được tàu mà tàu mới á. Nên bây giờ có rương bạc thì mình mở tạm hai rương bạc này đi. Hy vọng là chúng ta sẽ may mắn đến với cái rương đầu tiên. Để xem. What? What the heck? Mình... mình mở ra trái quỷ của Luffy. Ui. Ôi, sao mình lại có thể may mắn tới như vậy nhờ. Một cái rương bạc thôi. Ôi thật bất ngờ. Rồi, đến với cái rương còn lại nào. Lại thêm một trái mới. Trái này có tên là Yomi Yomi no Mi. Hai trái đều là hai trái hệ Paramecia. Nhưng mà đặc biệt là trái của Luffy thì chắc sắp tới mình sẽ test sức mạnh một cách nó kỹ càng hơn nhá. Nói chung thì hôm nay rất là tuyệt vời rồi. Vừa có được một cái bộ áo choàng mới nè. Rất là mạnh. Vừa trải nghiệm được sức mạnh của trái quỷ Suna Tsunanomi. Có thể điều khiển được cát và tấn công cực kỳ mạnh. Đã vậy còn có thể bay được lơ lửng trên không nè. Rất là hay á. Mà bây giờ còn mở thêm được cả hai trái quỷ mới toanh. Hôm nay nói chung là 10 điểm nha. Phải chi mà gặp được nhiều thuyền nữa thì còn 11 điểm luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày hôm nay á. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy và tìm thêm được thật là nhiều những trái quỷ mạnh mẽ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.